Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp bài số 3 phần B còn lại nhé. Now unit 3 at home, section B, horse family. B2, read. Now open your books. Rồi giờ các bạn mở sách giáo khoa ra với cô nha. Page ở trang 34, trang 34 nha các bạn. Chúng ta mở sách giáo khoa trang 34. Bây giờ người ta đã cho đi mua sách rồi, đi lại thoải mái rồi. Chúng ta phải cố gắng mua cho đủ sách giáo khoa cho cô nha. Tập vở để trước mặt và chúng ta chuẩn bị chép bài nha các bạn. Ok nào, vocabulary. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chép từ vựng vào nha. Now the first one is take care of. Take care of. Take care of. Chăm sóc. Và chúng ta có từ đồng nghĩa với nó nha các bạn. Look after. Look after. Look after cũng có nghĩa là chăm sóc. Sick. Sick. I'm sick. Tôi bị bệnh rồi ha. Sick tính từ có nghĩa là bệnh. Bệnh. Primary school. Primary school. Primary school là trường tiểu học. Từ lớp 1 tới lớp 5 chúng ta học ở trường tiểu học. Và trường tiểu học ta gọi là primary school. Journalist. 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 Nhà báo. Newspaper. 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 Báo. Rồi chúng ta chép hết từ vựng vào nha các bạn. Chép hết vào cho cô và ráng tập đọc. Ok nào, look at your books. Listen to Lang's family. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào sách và nghe một bài giới thiệu về gia đình của bạn Lan. Hôm rài nghe giới thiệu gia đình của bạn Hoa nhiều rồi. Hôm nay nghe giới thiệu về gia đình của bạn Lan nha. Now listen. 2. Read. What about Lan's family? What do her parents do? Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. Her mother is a teacher. She teaches in a primary school. Lan has an elder brother. He is a journalist. He writes for a Hanoi newspaper. Okay, now look at your books. Now, B2 read. What about Lan's family? What do her parents do? Now, her father is a doctor. He works in a hospital. Now, underline in a hospital. Gạch dưới những từ quan trọng cho cô nha các bạn. Làm việc trong bệnh viện là in nha. He takes care of sick children. Now, underline takes care of. Từ mà mới học đó, chăm sóc. Her mother is a teacher. She teaches in a primary school. Now, underline in. Gạch dưới cho cô giới từ in nữa nha. Lan has an elder brother. Lan có một người anh ha. Elder brother. He is a journalist. Anh ấy là một nhà báo. Từ journalist mới học ha. He writes for a Hanoi newspaper. Now, underline writes for. Gạch dưới cho cô chữ writes for. Viết bài cho một tờ báo nào đó ha. Writes for. Nhớ giới từ for cho cô. Rồi ở nhà chúng ta tự đọc lại cái bài này nhiều lần cho cô nha. Đọc lại cho nó nhuần nhuyễn cái bài giới thiệu về gia đình của bạn Lan nha các bạn. Now practice with a partner. Talk about Lan's family. Rồi bây giờ học ở nhà không có partner kế bên thì chúng ta tự đọc, tự nói về gia đình của bạn Lan cho thật là nhiều lần cho cô nha. Talk about Lan's family. What does her father, mother, brother do? Hãy nói ra là cha, mẹ và anh của bạn ấy làm nghề gì. Where does he or she work? Và họ làm việc ở đâu? Ráng nói nha các bạn. Ở lớp cô sẽ mời các bạn lên nói trước lớp ha. Nhưng mà ở nhà thì chúng ta cố gắng tự nói ở nhà. Now talk about your family. Cái này trong lớp vui nè. Cô sẽ mời các bạn lên nói về, trình bày về gia đình của mình. Nhưng mà giờ ở nhà thì thôi mình tự nói với nhau ha. Tự nói với lại anh chị em, với ba mẹ của mình ở nhà. Where does your father, mother, brother, sister work? And what does he or she do? Ok. Họ làm việc ở đâu? Và họ làm nghề gì? Ok. Now practice.
Rồi, phần B2 tới đây hết ha. Bây giờ cô qua phần B3. B3, make these half sentences. Các bạn mở sách cho cô trang 35 coi nè. Now open your books. Mở sách trang 35 cho cô. B35. Rồi, ở phần B3 này, chúng ta sẽ nói nghề với công việc của họ. Nghề ở đây cô nhìn thấy đó là, thứ nhất là a farmer, number 2 a doctor, number 3 a journalist, number 4 a teacher. Farmer, doctor, teacher thì chúng ta rành quá rồi đúng không? Journalist mới học. Bạn nào nhắc là dùm cô coi journalist mới học nghĩa là gì nè? À, là nhà báo ha. Rồi chúng ta sẽ nói với cột bên cạnh nè. Thứ nhất là writes for a newspaper, works on a farm, teaches in a school, takes care of sick people. Very easy. À, dễ quá ha, đúng không các bạn? Rồi, cô cho các bạn một phút, các bạn nói lại với cô cái nghề và đúng với công việc của họ cái nè. Rồi nếu các bạn làm xong rồi chúng ta sẽ dò đáp án với cô nha. A farmer works on a farm. Ok, that's right. A doctor takes care of sick people. A journalist làm gì đây? Writes for a newspaper. Ok, a journalist writes for a newspaper. Nhà báo thì viết bài cho báo thôi ha. Journalist. A teacher teaches in a school. Ok. Rồi chúng ta có đáp án rồi. Giờ chúng ta chép vô tập hết cho cô nha. Chép vô tập. Chép hết phần này vào tập cho cô. Nhớ phải chép bài đầy đủ cẩn thận nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp qua phần theo nè. Before. Listen, complete these forms for the three people on the tape. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và điền thông tin của ba người. Thông tin đó gồm những cái gì đây? À, thứ nhất là name, age, job, place of work. À, điền tên nè. Thứ nhất là điền tên, thứ hai là điền tuổi, thứ ba là điền công việc, nghề nghiệp của họ, và cuối cùng là điền cho cô nơi làm việc của họ. Như vậy tổng cộng có tới ba người để chúng ta điền. Cô có ba cái mẫu nha, ba người. Và chúng ta sẽ nghe và chúng ta điền cho đầy đủ ba cái mẫu này cho cô. Ok, now listen. 4. Listen. Complete these forms for the three people on the tape. Tom is a teacher. He is 26 years old and teaches at a high school. Susan is a journalist. She is 19 and writes for a magazine. Bill is 20, and he is a nurse. He works in a hospital. Rồi, chúng ta nghe lại một lần nữa và dò đáp án với cô nha. Now listen again. Four. Listen. Complete these forms for the three people on the tape. Tom is a teacher. He is 26 years old and teaches at a high school. Susan is a journalist. She is 19 and writes for a magazine. Bill is 20 and he is a nurse. He works in a hospital. Rồi, xong chưa các bạn? Đi đầy đủ hết chưa? Four. Listen. Hả, xong hết chưa? Rõ ha, nghe rõ ha, dễ ha. Rồi bây giờ giờ đáp án với cô nè. Number 1, người thứ nhất nè, name, tên. Bạn nào làm được nè? Tom, ok. His name is Tom. Age, tuổi nè. He is 26. And job, công việc nè. He's a teacher. Place of work, à, nơi làm việc các bạn nghĩ coi đâu? Làm giáo viên làm việc ở đâu? At a high school, okay. Now the second, người thứ hai nha. Name Susan, age 19, job journalist, place of work for a magazine. The third, người thứ ba nè. Bill, 20, nurse in a hospital. Rồi chúng ta nghe lại một lần nữa và coi lại đáp án ha. Coi mình hoàn chỉnh chưa? Nếu hoàn chỉnh là trong lúc nghe các bạn cũng chép vô trong tập luôn cho cô nha. Chép đầy đủ vào cho cô. 4. Listen. Complete these forms for the three people on the tape.
Tom is a teacher. He is 26 years old and teaches at a high school. Susan is a journalist. She is 19 and writes for a magazine. Bill is 20 and he is a nurse. He works in a hospital. Okay. Dễ ha. Bài này nghe rõ nè. Rồi, chép vậy hết chưa? Rồi, chúng ta tới cái phần remember nha các bạn. Xong bài số 3 rồi đó. Bây giờ chúng ta ghi lại coi mình cần ghi nhớ cái gì nè. À, thứ nhất hỏi nghề ha. What does he do or what does she do? À, hỏi nghề thì mình trả lời nghề thôi. He's a doctor or she's a doctor. Hỏi về cái nơi làm việc nha các bạn. Where does he work or where does she work? He works in a hospital. Okay. Rồi những câu hỏi về dạng yes no question nè các bạn. Câu hỏi nghi vấn nè. Does he work in a factory? À, ông ấy có làm việc trong nhà máy không? Nếu có mình trả lời là yes he does. Còn nếu không, no he doesn't. Nhớ trả lời no là phải có chữ not ở phía sau trào động từ nha các bạn. No he doesn't. Rồi những cái phần này chép vô hết vô tập luôn cho cô nha. Chép hết vào. Rồi ở đây cô muốn nhắc lại cho các bạn một số so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ nè. Cái này ở tiết đầu tiên chúng ta đã được cô Hạnh dạy lại, ôm lại phần này rất là kỹ. À, nhưng mà chắc chúng ta cũng có nhiều bạn quên rồi, cô nhắc lại chút xíu ha. Cái phần này ngữ pháp này mình đã học ở lớp 6 rồi. À, chúng ta có tính từ good, tốt ha. So sánh hơn của nó tốt hơn, mình nói sao nè, better. So sánh nhất, à, tốt nhất, the best. À, đây là tính từ đặc biệt mình phải học thuộc lòng nha các bạn. Nó theo nguyên tắc nào hết trơn á. Good, tốt hơn, better. À, tính so sánh nhất, the best. Chúng có gooder nha, nhiều bạn làm chọn đáp án so sánh hơn của good là gooder, sai ha. Này phải học thuộc lòng, better, the best. Rồi bây giờ đến tính từ ngắn nè. Chúng ta có chữ cheap. Ngắn là sao? Ngắn là đọc lên chỉ có một âm tiết thôi. Ta gọi là ngắn, cheap, một ha, một âm. Rồi bây giờ so sánh hơn nè, của cheap nè. À, đối với tính từ ngắn thì chúng ta dễ lắm. So sánh hơn thêm ER cho cô. Cheaper, cheaper. Nhớ ha, rẻ hơn, cứ thêm chữ ER vô. Cheaper. Rồi rẻ nhất nè. Rẻ nhất nhớ so sánh nhất có chữ the phía trước. Và không thêm ER nữa mà thêm EST. The cheapest. The cheapest. Cheap, rẻ. Cheaper, rẻ hơn. The cheapest, rẻ nhất. Rồi bây giờ có ngắn thì phải có dài đúng không? Dài là sao nè? Ví dụ chữ expensive tới 3 âm lận. À, đọc dài rồi, ta gọi là long SST, tính từ dài. Đối với tính từ dài, expensive, tính từ dài, thì khi so sánh hơn, chúng ta phải đặt chữ more phía trước nè. À, không thêm ER nữa, không thêm ER giống chữ cheaper nữa mà thêm chữ more phía trước nè. More expensive, mắc hơn. Và mắc nhất là the most expensive. Nếu so sánh hơn với tính từ dài thêm more trước nó thì so sánh nhất thêm cho cô chữ the most. Nhớ nha, the most expensive. Rồi đó là nguyên tắc khi làm so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ. Nhưng có những tính từ tận cùng là chữ dài nè, thấy bạn, các bạn thấy không? Tận cùng là y nè, dài nè. Thì chúng ta áp dụng nguyên tắc của tính từ ngắn cho nó hết cho cô. Ví dụ happy nè, thấy chưa? Tận cùng là y dài. Bây giờ chúng ta đổi qua nè, so sánh hơn nè. Nhớ đổi y dài thành y ngắn trước cái đã, rồi mới thêm y ra và happier, happier. Rồi hạnh phúc nhất nè. À cũng vậy ha, chúng ta áp dụng tính từ ngắn, nguyên tắc của tính từ ngắn cho nó luôn. Đổi y dài thành y ngắn trước nha, rồi mới thêm est giờ. The happiest. Nhớ có the ha, the happiest. Rồi chữ clever nè. Đối với những tận cùng, những chữ tận cùng bằng ER cũng vậy ha các bạn ha. Rồi bây giờ đối với chữ clever nè, thông minh nè, khéo léo nè. Bây giờ chúng ta dùng so sánh hơn nè, cleverer. Cleverer. À, thêm ER vô cho cô ha, cleverer. Những từ này đặc biệt chúng ta phải nhớ nha các bạn, cleverer. Rồi so sánh nhất, the cleverest. The cleverest. À có một số từ đặc biệt nữa các bạn có thể tham khảo thêm ở trong sách giáo khoa của chúng ta ở trang 172. Trang 172. À ở đây cô chỉ giới thiệu một số từ thôi, các bạn mở trang 172 mục số 11 đó các bạn. Mục số 11, ai có sách mở ra với cô đi. Trang 172 mục số 11, người ta cho mình thêm một số so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ nữa. À, ở nhà coi thêm cái phần này cho cô nha, nhớ nha. Rồi bài của chúng ta tới đây là chấm dứt rồi. À, nhớ mình nhiệm vụ là phải học từ vận, đó là điều đương nhiên. Học tiếng Anh là phải học từ vận nha các bạn. Không học từ vận mình không biết nghĩa của từ, mình không làm được gì đâu. Learn vocabulary. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo ở phần
Language focus one. Rồi, chuẩn bị phần language focus one. Chúng ta tiếp nha. Ok, let's start nha. Goodbye. Goodbye, see you again. À, chúng ta sẽ gặp lại liền ngay sau đây thôi, không lâu đâu ha. Chào các bạn.